Có thể nói một cách khách quan, nếu như không có trình độ thì không thể làm được lên tác phẩm đẹp, tinh tế và nghệ thuật như thế này. Công Tiến xin kính chào quý vị và các bạn khu vực của Sài Gòn nói riêng, cũng như toàn bộ quý các anh chị yêu thích nghệ thuật trên toàn đất nước Việt Nam nói chung. Vâng, thêm một lần nữa Công Tiến lại đủ duyên được trở về tới khu dân cư của thị trấn Hiệp Hòa, Đức Hòa, Long An, thi công tiểu cảnh sân vườn cho nhà bác Mai Văn Xanh. Và hôm nay ngày 26 tháng 6 năm 2021, Công Tiến xin ghi lại video này để quý các anh chị cảm nhận về sự thành công trong tất cả các hạng mục của tiểu cảnh. Và trong tương lai, quý các anh chị có nhu cầu được tư vấn thiết kế thi công về tiểu cảnh sân vườn, hồ coi, thì video này để quý các anh chị một lần nữa cảm nhận nghệ thuật, nối tiếp những tác phẩm nghệ thuật mà Công Tiến đã từ lý thuyết đến thực hành kiến tạo được cho quê hương, cho đất nước, cho bác Mai Văn Xanh. Thêm một tác phẩm để chơi cũng như cho Công Tiến có một tác phẩm để nghiệp. Bây giờ thì Công Tiến sẽ đi lại gần chi tiết tất cả các hạng mục để cho quý các anh chị cảm nhận thấy sự tinh tế trong tiểu cảnh. Kính thưa quý vị, để có một tiểu cảnh đẹp sẽ bao gồm 3 phần: phần hồ thủy sinh, phần thác nước non bộ và phần đồi tùng thảo nguyên phía bên ngoài. Vâng, thưa quý vị, phía bên dưới đây là một cái hồ thủy sinh, một hồ cá coi tiêu chuẩn với diện tích lên tới 80m², cũng đã được Công Tiến thiết kế đào âm xuống 1m2 so với cốt của sân, và trên mặt bể được sử dụng tổ hợp những khối đá cổ thạch bò viền xung quanh giả suối, tạo nên một sự uốn lượn nghệ thuật tự nhiên. Và những tấm đá nghệ thuật cổ thạch được khai thác từ trong lòng đất cũng đã được Công Tiến sưu tầm và đưa vào tới Long An để thi công, tạo nên một cái vách, một cái suối ngẫu hứng tự nhiên rất tinh tế. Và những hồ cá coi đẹp thì không thể thiếu những tấm đá cổ thạch này. Vâng, đây là một trong những hồ thủy sinh có diện tích tương đối lớn, lên tới 80m² và được đào âm xuống 1m2 so với cốt sân. Hệ thống hút mặt là 3 điểm, hệ thống hút đáy là 5 điểm, hệ thống thổi luồng phía xung quanh là 5 điểm. Thực sự là một hồ thủy sinh rất tiêu chuẩn, đủ các điều kiện chất lượng để có thể vận hành và nuôi cá nhập khẩu một cách chuyên nghiệp. Vâng, với diện tích hồ thủy sinh lên tới 80m² như thế này thì phần lọc nước Công Tiến đã dành ra tới 20m². Và giờ thì Công Tiến sẽ đi lại phía khoang lọc nước để các anh chị thấy được những thiết bị cũng như là kỹ thuật. Và khoang lọc nước của chúng ta sẽ được chia ra làm 4 ngăn. Khoang đầu tiên hay còn gọi là khoang lắng, Công Tiến dành ra cho tới 6m² và được thiết kế lên tới 250 chổi lọc, và một trong những khoang lắng tiêu chuẩn. Khoang thứ hai là hệ thống tấm di mát. Và khoang thứ ba là hệ thống hạt san hô để tạo độ xốp, độ pH trong nước. Và khoang cuối cùng là Công Tiến đặt đèn UV cũng như là đặt máy. Và một hồ cá coi rất tiêu chuẩn với đầy đủ tất cả các thiết bị lọc hiện đại cũng như kỹ thuật rất là tiêu chuẩn. Và những tấm đá cổ thạch hết sức là nghệ thuật, có thể tạo lên những cái bước dạo vô cùng là phẳng phiu và đủ để chúng ta có thể đi xung quanh chiêm ngưỡng phần
cá koi phía bên dưới. Thưa quý vị, phần nước trong hồ là phần nước rửa bể mà Công Tiến vừa cho vào, vì công trình vừa chúng ta vừa thi công xong được một ngày, và đây là lượt nước đầu tiên chính là phần nước rửa bể. Vâng, số lượng nước này sẽ được ngâm trong một thời gian nhất định, sau đó sẽ được thay ra và tiếp tục ngâm 30 ngày nữa thì mới có thể nuôi được cá koi. Vì hồ thủy sinh vừa được hình thành xong, lượng xi măng và một số những tạp chất vẫn còn rất nhiều trong hồ, nên phải sau một thời gian nhất định thì chúng ta mới có thể nuôi cá koi được. Vâng, kính thưa quý vị, phần thứ hai trong tiểu cảnh đó chính là phía ngoài bể. Vâng, ngoài bể là một hệ thống đồi tùng thảo nguyên xanh mà Công Tiến cũng đã thiết kế hình thành bao quanh xung quanh của hồ thủy sinh, tạo nên một không gian thực sự là sinh thái nhấn nhá. Vâng, kính thưa quý vị, phía đây là một đồi tùng với những cây tùng tuyết hết sức là đẹp, nghệ thuật, tinh tế, cũng đã được Công Tiến sưu tầm từ ngoài Bắc và đưa vào tới Long An thi công cho Bắc Xanh. Và những cây tùng tuyết có tuổi đời lên tới 15 năm và chiều cao từ 2m đến 2,5m, được trồng quy cách trên đồi cũng tạo lên cho chúng ta một màu xanh rất là ấn tượng. Và cây tùng là một trong những cây chịu nắng hạn và rất là hợp để bố cục trên một thảo nguyên tạo thành một đồi. Và những cây tùng cũng đã được trồng tạo lên một tổ hợp, một quy cách thể hiện cho sự bất diệt, sự ngay thẳng. Và thưa quý vị, phía bên dưới là hệ thống cỏ kim lụa cũng đã được Công Tiến bố trí tạo thành một thảo nguyên xanh. Dĩ nhiên cỏ của chúng ta thì cũng mới được trồng một ngày, cũng phải mất một thời gian nhất định thì hệ thống thảo nguyên của chúng ta mới có được một màu xanh huyền bí. Vâng, hệ thống đồi cỏ xung quanh lên tới 150m. Các bác anh chị có thể hình dung được sau một thời gian nhất định thì hệ thống cây cỏ này sẽ tốt tươi lên, và lúc đó sẽ cho chúng ta một màu xanh rất là ấn tượng, huyền bí và rất là thu hút. Vâng, một số những cái cây mẫu đơn, cây bông trang, cây mai vạn phúc cũng đã được Công Tiến bố trí xen kẽ kết hợp, tạo lên cho đồi tùng thảo nguyên một cái gì đó rất là thiên nhiên, sinh thái. Vâng, những tấm đá cổ thạch kết hợp với màu xanh của cỏ thảo nguyên tạo lên một cái sự tinh tế, tự nhiên, hài hòa giữa không gian nhân tạo và thiên tạo. Vâng, thêm một lần nữa, nhân tạo lại hóa thiên tạo. Vâng, sự rất là vất vả, anh em trong đội thi công của Công Tiến đang hoàn tất một chi tiết nữa, đó là lắp lốt một chiếc máy tạo oxy để vận hành nuôi cá koi. Vâng, với một cái hồ thủy sinh lên tới gần 100m, hệ thống thiết bị lọc cũng vô cùng hiện đại, tiêu chuẩn. Vâng, anh Đặng Văn Đức, một trong những nghệ nhân thực sự là đa năng, đa tài. Các anh chị có thể cảm nhận thấy được, để có được một cái đẹp, anh em sẽ phải trải qua rất nhiều những công đoạn có thể là rất rất vất vả. Và sáng sớm ngày 26 tháng 6 năm 2021, dĩ nhiên đây là mùa hè, nhưng vừa buổi sáng ra anh em thực sự là rất là cảm hứng trong công việc, cho nên là không quan trọng là thời gian, nếu như những gì làm mà chưa ưng ý thì chắc chắn rằng anh em sẽ không đứng ngồi yên được, bắt tay vào công việc ngay để mong cho sản phẩm của chúng ta hoàn tất một cách chu toàn nhất. Ở đây cũng là tố chất của tất cả anh em trong đội, với một tinh thần hăng say, luôn khao khát và mong muốn kiến tạo cho quê hương, cho đất nước những giá trị tinh tế trong nghệ thuật. Và tiếp tục trở lại với phía bên ngoài bể là hệ thống đá cổ thạch bo viên
cũng như là đồi tùng Thảo Nguyên tạo nên cho chúng ta một không gian vô cùng sinh thái. Anh đưa cái tiện tay rút đoạn gỗ này ra này. Đấy chưa? Đấy. Vâng, rất là tuyệt vời. Hệ thống thổi luồng phía xung quanh cũng đã được anh Đức xử lý xong. Và đây là một trong những điểm thổi luồng rất là mạnh. Thưa quý vị, nước mực nước trong hồ lúc này vẫn còn thiếu 20cm nữa. Khi nước trong hồ dâng lên đủ theo quy chuẩn thì toàn bộ hệ thống hút mặt lúc đó mới có tác dụng, cũng như hệ thống thổi luồng trong hồ thủy sinh này sẽ được chìm xuống mặt nước, tạo lên một luồng sóng ngầm phía mặt hồ. Lúc đó chúng ta có thể thấy mặt hồ tĩnh và động một cách tự nhiên. Vâng, Trung Đức đang thực sự là rất là hăng say với một tinh thần rất là đam mê. Và kính thưa quý vị, phần quan trọng nhất trong tiểu cảnh bao giờ cũng vậy, đó chính là hệ thống hòn non bộ Thác Trang. Vâng, đây là một trong những hạng mục quan trọng nhất, nhấn nhá nhất và ấn tượng nhất trong tiểu cảnh, và không thể thiếu được đối với những tiểu cảnh được gọi là đẹp. Vâng, kính thưa quý vị, đây là một trong những tác phẩm hòn non bộ với bố cục là tam sơn bằng chất liệu đá hộp đen, cũng được công tiến nghiên cứu thiết kế và đưa vào tới Long An để thi công cho Bác Xanh. Và một trong những tác phẩm thực sự là tinh tế nhất, đồ sộ nhất của khu vực phía nam của Sài Gòn, với tổng chiều cao tác phẩm lên tới 8m và trọng lượng đá lên tới 50 tấn. Hòn non bộ bố cục tam sơn bằng chất liệu đá hộp đen của chúng ta tạo lên một sự tinh tế cuốn hút vô cùng. Và xét về phong thủy ứng dụng thì với chất liệu đá hộp đen này, những gia chủ nào có mệnh mộc, ví dụ như sinh năm 1958, 1959, 1972, 1973, 1980, 1981, 1988, 1989, thì chất liệu đá này thuộc về ngũ hành tương sinh, tức là thủy sinh mộc. Và các bạn chị có thể cảm nhận thấy được sự thành công cho đến giờ phút này. Hệ thống thác nước cũng đã được bố trí trên núi, tạo lên cho chúng ta một sự sinh khí, một cảm xúc. Và thú chơi tiểu cảnh sân vườn hòn non bộ là một thú chơi thực sự là tao nhã, tạo cho con người niềm vui cảm xúc sau những năm tháng làm việc lao động vất vả trong cuộc sống. Việc có một tiểu cảnh sân vườn hồ coi đẹp và một tác phẩm non bộ đẹp như thế này sẽ là một điều gì đó rất là động viên, an ủi con người ta. Đó như là một thành quả trong cuộc sống. Vâng, một cái đẹp tự nhiên, một cái đẹp tứ diện, một lần nữa nhân tạo lại biến thiên tạo, thêm một tác phẩm đẻ nghiệp tinh tế nữa mà công tiến đã kiến tạo được cho miền Nam Sài Gòn. Vâng, một cái đẹp tứ diện xung quanh chúng ta có thể thấy được rằng là sự cuốn hút đến miên man ly kỳ của tác phẩm hòn non bộ kỳ này. Và không đơn giản gì mà sưu tầm, nghiên cứu và kiếm được những khối đá tự nhiên cao tới 8m và trọng lượng lên tới 50 tấn đưa từ trên những đỉnh núi cao về tới khuôn viên của Bác Xanh tại Hiệp Hòa, Đức Hòa, Long An. Và đó là sự hữu duyên giữa gia chủ với công tiến, và tất cả mọi thứ hứa hẹn đến giờ phút này đã được đền đáp bằng những thành quả mà các anh chị đang xem trên màn hình. Công tiến mong rằng trong tương lai sắp tới đây, quý các anh chị trên toàn đất nước, những ai yêu thích nghệ thuật đang mong muốn kiến tạo cho mình một góc sân vườn đẹp, một tiểu cảnh hồ coi đẹp và đặc biệt là một hòn non bộ đẹp, xin liên hệ cho em theo số điện thoại 0982 519933 để công tiến có cơ hội chia sẻ cho quý các anh chị nhiều hơn. Công tiến nhận tư vấn thiết kế thi công tiểu cảnh sân vườn trên toàn đất nước Việt Nam. Đến với nghệ thuật thi công tiểu cảnh sân vườn của công tiến, chắc chắn một điều quý các anh chị sẽ cảm nhận thấy một sự am hiểu chuyên sâu
về phong thủy ứng dụng sẽ chắc chắn từ lý thuyết đến thực hành. Sẽ cho ra những tác phẩm nghệ thuật làm ưng ý tất cả các anh chị khó tính nhất trên toàn đất nước. Và tùy theo diện tích không gian cũng như tuổi mệnh cung phi của mỗi gia chủ đến với nghệ thuật thi công tiểu cảnh sân vườn của Công Tiến, quý các anh chị sẽ cảm nhận thấy được một sự am hiểu chuyên sâu về phong thủy ứng dụng. Và Công Tiến nhận thi công trên toàn đất nước Việt Nam, không quan trọng các anh chị ở đâu, xa hay gần, làm lớn hay nhỏ, liên hệ cho Công Tiến để Công Tiến có cơ hội, có duyên được trải nghiệm, được đi và được phục vụ quý các anh chị. Đó chính là niềm vui, là động lực cho Công Tiến phát triển nghệ thuật, đam mê, nối tiếp những sáng tạo để kiến tạo cho quê hương. Vâng, càng đứng lâu, càng chiêm ngưỡng lâu, càng bị cuốn hút bởi không gian sinh thái tự nhiên của sân vườn, tiểu cảnh, hồ coi và hồ non bộ. Thưa quý vị, tất cả mới chỉ là sự ban sơ, cũng phải mất một thời gian nhất định thì cỏ cây hoa lá mới có thể tốt tươi lên, màu sắc lúc đó mới cuốn hút hơn thế này rất nhiều. Và một sự ngẫu hứng giật giật tự nhiên của những tấm đá cổ thạch cho ta một cái hồ thủy sinh vô cùng điệu nghệ, tinh tế, giống như của thiên nhiên đất trời thu nhỏ. Các anh chị có thể hình dung rằng một thời gian nữa khi nước ở trong hồ được thay rửa trong và đàn cá koi của chúng ta sẽ tung tăng bơi lội trong hồ này với lung linh tất cả các màu, thì chắc chắn rằng đó sẽ là một cảm giác, cảm xúc không thể cưỡng nổi. Mà quý các anh chị nếu như có duyên được qua nhà bác Xanh, Mai Văn Xanh tại khu dân cư của thị trấn Hiệp Hòa, Đức Hòa, Long An để thực mục sở thị, cảm nhận, chiêm ngưỡng và mắt nhìn tay sờ, lúc đó các anh chị sẽ cảm thấy sự thành công từ lý thuyết đến thực hành mà Công Tiến đã kiến tạo được cho quê hương, cho đất nước và tương lai là trò quý các anh chị. Mọi chi tiết xin liên hệ cho Công Tiến theo số điện thoại 0982 519933 để Phạm Công Tiến có cơ hội chia sẻ cho quý vị.